Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã cận kề, cũng là thời điểm sức mua của thị trường bánh mứt kẹo khá sôi động. Các loại bánh kẹo sản xuất trong nước đang được nhiều người ưu tiên chọn lựa nhờ có chất lượng, uy tín và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp với số đông người tiêu dùng. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân, nhưng không khí mua sắm mặt hàng này đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng đại lý bánh kẹo và người tiêu dùng cho biết, năm nay đa số người tiêu dùng có xu hướng chọn mua hàng trong nước sản xuất bởi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả phải chăng, lượng hàng bán ra hiện cũng đã tăng hơn mọi năm. Mấy năm trước thì hàng Việt Nam thì bán rất là chậm, nhưng mà năm nay thì mình thấy là tăng đến gấp 3 đến 4 đến 5 lần so với cả các năm trước. Những năm gần đây thì em nhận thấy là sản phẩm của Việt Nam mình có nhiều ưu điểm. Chính là về mẫu mã này, rất là đẹp mắt, bắt mắt, giá cả thì phải chăng và phù hợp với túi tiền. Thế là sự lựa chọn giữa sản phẩm trong nước và dùng ngoại nhập nó không có gì chênh nhau nhiều trong những năm trước đây. Đánh giá được xu hướng này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Hoàng Mai, một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu bánh kẹo cung cấp cho thị trường Việt Nam từ nhiều năm. Tuy nhiên năm nay, công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, đưa ra thị trường nhiều chủng loại bánh kẹo với mẫu mã phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Chúng tôi ra dòng sản phẩm bánh hộp thiếc với túi sách và bao bì trang nhã, lịch sự và chất lượng thì cao, tương đương những chất lượng hàng chúng tôi nhập khẩu về và giá thì rất là phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Và chúng tôi đánh giá là cái tiềm năng sản phẩm rất là lớn nên chúng tôi đã chuẩn bị một lượng hàng dồi dào đủ phục vụ cho thị trường trong dịp Tết này. Những năm trở lại đây, sản phẩm Việt với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh, hàng tiêu dùng trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường. Đây cũng là tín hiệu vui báo hiệu một năm mới suôn sẻ với các doanh nghiệp trong nước nói chung và Hoàng Mai nói riêng, góp phần thực hiện thành công của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động.